có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV Australia, Bộ Nội vụ vừa tiết lộ 6 lý do khiến chính phủ Úc từ chối cấp visa du học sinh cho sinh viên quốc tế. Cũng liên quan đến việc xuất khẩu giáo dục, 15 trong số 38 viện đại học tại Úc sẽ bị thất thu do giảm hạ số lượng tuyển sinh. Trong đời sống xã hội, chuyên gia kêu gọi giảm hạ tốc độ tối đa tại Úc từ 110 km/h xuống 100 km/h để giảm hạ tai nạn trên xa lộ. Trong lĩnh vực bán lẻ, Bunnings tiếp tục là công ty mà cư dân Úc tin tưởng nhất. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin về giáo dục quốc tế, 6 lý do khiến chính phủ Úc từ chối cấp visa du học. Có 6 lý do phổ biến khiến thị thực visa du học bị từ chối, nhiều nhất là những trường hợp không trung thực về mục đích du học. Theo bà Catherine Chanter, chuyên gia phụ trách thị thực du học thuộc Bộ Nội vụ, bà Chanter cho biết sau đại dịch COVID-19, số người xin visa du học Úc đã có sự gia tăng đột biến và Việt Nam thuộc top 6 quốc gia đứng đầu về lượng hồ sơ, tăng từ 18.700 trong năm học 2022-2023. Lên hơn 24.400 vào năm sau. Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận lại giảm từ 91% còn 76%, thấp nhất 18 năm qua. Đây là tình hình chung bởi tỷ lệ này giảm ở hầu hết quốc gia trong top 10 về số sinh viên quốc tế tại Úc. Theo bà Catherine Chanter, 6 lý do phổ biến khiến Bộ Nội vụ từ chối cấp visa cho du học sinh gồm hồ sơ không hoàn chỉnh, không phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin, ý định du học không trung thực, gian lận giấy tờ, không đáp ứng trình độ tiếng Anh, không chứng minh đủ tài chính cho việc học tập và sinh hoạt. Về tài chính, du học sinh cần chứng minh đủ chi phí cho 3 nhu cầu chính gồm đi lại, học phí và phí sinh hoạt cho bản thân và người nhà nếu có. Trong đó, phí sinh hoạt 1 năm với sinh viên quốc tế tối thiểu là 29.700 đô la. Riêng các hồ sơ có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, quá trình cấp visa có thể nhanh hơn. Đại diện Bộ Nội vụ cũng cho hay tỷ lệ chấp thuận visa giảm hạ không liên quan việc hồ sơ đến từ quốc gia nào, vì việc cấp visa phụ thuộc từng trường hợp. Bà Catherine Chanter cho hay thời gian trung bình để xử lý đơn xin visa du học Úc trên toàn cầu là 50 ngày, tối đa có thể đến 4 tháng. Việc này phụ thuộc nhiều yếu tố gồm chất lượng và mức độ hoàn chỉnh của hồ sơ, quá trình bổ sung thông tin hay số lượng đơn ở thời điểm đó. Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng hộ chiếu, hôn nhân, thông tin liên lạc, khóa học, du học sinh cần báo ngay cho cơ quan cấp thị thực. Bà lưu ý, việc thay đổi khóa học hoặc trường học là điều cần hạn chế. Nếu có, du học sinh phải xin thị thực mới.
Với học sinh phổ thông, Bộ Nội vụ còn xem xét thêm mục đích từ phía gia đình. Dù học sinh cần kiểm tra kỹ lưỡng các loại giấy tờ, bảo đảm hồ sơ đầy đủ trước khi nộp đơn để quá trình xử lý visa nhanh chóng. Úc Châu là một trong những điểm đến du học được ưa chuộng nhất thế giới cùng với Mỹ và Canada. Tính đến tháng 4, số sinh viên quốc tế ở nước này là hơn 780.000, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có hơn 37.100 du học sinh, xếp thứ 5, tăng 12.200 người. Cũng tin về giáo dục, 15 trong 38 đại học công lập có thể bị cắt chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế. 15 trong 38 đại học công lập có thể bị cắt chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế vào năm sau, gồm những trường hàng đầu như Đại học Quốc gia ANU tại Canberra cũng như tại Đại học Melbourne. Phần lớn trường trong danh sách bị cắt giảm có số lượng du học sinh đông đảo. Đại học Liên bang giảm nhiều nhất 50%, tiếp đến là Đại học Murdoch 34%. Đại học Quốc gia ANU và Đại học New South Wales cũng bị cắt 14% chỉ tiêu, lần lượt xuống còn 3.400 và 9.500 sinh viên quốc tế. Với các trường còn lại, tỷ lệ giảm dưới 11%. Bốn trường có thể không bị cắt giảm chi tiêu là Đại học La Trobe, Queensland, Nam Queensland và Công nghệ UTS tại Sydney. Ở chiều ngược lại, 23 trường được tăng tuyển sinh viên quốc tế, trong đó Đại học Charles Sturt tăng 517%, từ 162 sinh viên năm 2023 lên 1.000 vào năm sau. Tuy vậy, so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, mức này giảm 66%. Cho đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Úc vẫn chưa công bố mức dự kiến với các trường đại học tư và trường nghề. Động thái mới nằm trong kế hoạch hạn chế việc tuyển du sinh mà chính phủ Albanese đã công bố tháng trước. Theo đó, các đại học công lập được tuyển mới 145.000 người, trường nghề 95.000. So với năm 2023, số này giảm mạnh ở nhóm trường nghề, hơn 40.000, trong khi gần như giữ nguyên ở bậc đại học. Với các đại học tư, mức trần khoảng 30.000, giảm 28%. Chỉ tiêu của từng trường sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố gồm chất lượng sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp, tỷ lệ của nhóm này so với tổng số sinh viên. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết, hạn mức này là cách công bằng hơn để quản lý hệ thống, cho phép hầu hết đại học vùng tuyển nhiều sinh viên quốc tế hơn vào năm tới. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá điều này không công bằng trong nhóm trường có số lượng sinh viên quốc tế chiếm trên 30%. Ví dụ Đại học Murdoch, Đại học Quốc gia ANU hoặc Đại học New South Wales đã bị giảm từ 11 đến 52%, trong khi Đại học Monash và Adelaide được tăng 20%. Một số người lo ngại các đại học ở vùng xa trung tâm có thể không tuyển đủ du học sinh, trong khi lại được giao nhiều chỉ tiêu hơn. Từ cuối năm ngoái, chính phủ Úc đã công bố nhiều biện pháp hạn chế du học sinh nhằm kiềm chế giá nhà và lượng người nhập cư. Vào tháng 2, thời gian cho du học sinh ở lại sau tốt nghiệp chỉ còn từ 2 đến 4 năm, thay vì 4 đến 6 năm như trước. Đến tháng 3, yêu cầu tiếng Anh với sinh viên quốc tế là từ 6.0 đến 6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm so với mức cũ. Thời gian làm thêm chỉ còn 24 tiếng, trong khi trước đây không giới hạn. Ngoài ra, du học sinh phải làm bài kiểm tra The Genuine Student Test nhằm bảo đảm thị thực được sử dụng cho mục đích học tập. Ngoài ra, chính phủ còn nâng mức chứng minh tài chính du học lên 29.710 đô la vào tháng 5, cao hơn 20% so với trước. Đến tháng 7, phí xét thị thực du học tăng hơn gấp đôi lên 1.600 đô la. Theo thống kê, khoảng 780.000 du học sinh đang ở Úc, trong đó số sinh viên người Việt chừng 37.000, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin đời sống xã hội. Hàng triệu tài xế sẽ đối mặt với sự thay đổi quan trọng về giao thông đường bộ. Nước Úc từng nằm trong top 10 quốc gia về hồ sơ an toàn giao thông đường bộ, nhưng giờ đây Úc chỉ có thể lọt vào top 20 và đây là một sự tụt hạng đáng kể. Khi các nhà chức trách tiếp tục vật lộn với tỷ lệ tử vong tăng vọt trên đường bộ, thì các chuyên gia một lần nữa lặp lại lời kêu gọi hạ thấp giới hạn tốc độ mặc định tối đa là 110 km/h. Trong một dữ liệu được công bố hồi đầu năm đã cho thấy, 2023 là năm có nhiều người chết nhất trên đường trong một thập kỷ. Ở một số nơi, chẳng hạn như lãnh thổ phía Bắc, số người tử vong khi lái xe đã tăng tới 170% trong 12 tháng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Đường bộ tại Tây Úc,
bà Teresa Sensory hy vọng sẽ sớm thay đổi theo xu hướng giảm hạ tốc độ cho phép từ 110 km/h xuống còn 100 km/h. Theo bà Sensory thì kể từ những năm 1970, rất nhiều thứ đã thay đổi trên khắp nước Úc, bao gồm cả những tiến bộ công nghệ và sự gia tăng lớn về dân số. Vì vậy, tốc độ cao 110 km/h thật sự không còn thích hợp nữa. Thay vào đó nên giảm hạ tốc độ tối đa, và đây là cách duy nhất để có thể giảm hạ tai nạn giao thông trên đường. Một bài báo năm 2021 do Trung tâm Nghiên cứu An toàn ô tô thực hiện cho thấy, nguy cơ thương tích nghiêm trọng và tử vong ở mọi loại va chạm giảm từ 4,6% ở tốc độ di chuyển 110 km/h xuống 3,3% ở tốc độ 100 km/h. Sự giảm hạ đáng kinh ngạc tới 28%. Tin đời sống xã hội, Bunnings dẫn đầu trong danh sách các thương hiệu có uy tín nhất tại Úc. Hơn 2.000 người Úc đã tham gia cuộc khảo sát hàng quý của công ty tài chính Roy Morgan để chia sẻ ý kiến về những thương hiệu mà họ tin cậy hoặc nghi ngờ, từ các công ty bán lẻ đến công ty viễn thông, cũng như các hãng hàng không và mạng xã hội. Kết quả cho thấy, Bunnings tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu đáng tin cậy nhất tại Úc trong năm nay 2024. Theo khảo sát của Roy Morgan, thì Bunnings đã liên tiếp là thương hiệu được người Úc yêu thích nhất trong suốt năm qua. Đặc biệt, Bunnings là thương hiệu duy nhất trong top 3 năm 2023, vẫn giữ vững thứ hạng vào năm nay. Ngược lại với uy tín của Bunnings, hai thương hiệu khác là Woolworths và Coles đã thụt hạng nhanh chóng. Việc tụt hạng của hai siêu thị lớn, mỗi siêu thị đều tụt hơn 200 bậc trong bảng xếp hạng năm nay, cho thấy sự mất niềm tin có thể xảy ra nhanh chóng và làm giảm uy tín của một thương hiệu như thế nào. Bà Michelle Levin, giám đốc điều hành Roy Morgan cho biết, cả hai siêu thị đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì các chiến thuật bán hàng thiếu minh bạch và lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong 3 tháng tính đến tháng 6 năm 2024, Woolworths đã tụt 194 bậc, trong khi Coles hiện đứng thứ 4 trong danh sách những thương hiệu ít được tin tưởng nhất. Đứng sau Bunnings trong bảng xếp hạng là chuỗi siêu thị Audi của Đức và nhà bán lẻ đồ gia dụng, quần áo, đồ chơi và đồ điện tử giá rẻ Kmart. Theo bà Levin, việc Audi và chuỗi cửa hàng tạp hóa IGA xếp hạng thứ 13 đạt điểm cao về độ tin cậy cho thấy, trong khi hai siêu thị lớn đang gắn liền với hình ảnh tăng giá, lợi nhuận cao và lòng tham, thì các đối thủ cạnh tranh của họ lại được hưởng lợi. Bên cạnh đó, Toyota và Apple cũng đã hoán đổi vị trí so với bảng xếp hạng trước đó, trong khi Bendigo Bank và Nike đều thăng hạng. Sau đây là danh sách các công ty mà người Úc không tin tưởng. Sau vụ sập mạng kéo dài ảnh hưởng đến 10 triệu người Úc vào cuối năm 2023, công ty viễn thông Optus đã trở thành thương hiệu bị mất lòng tin nhất tại Úc. Bên cạnh đó, Qantas vẫn chưa thể giành lại sự tin tưởng của công chúng kể từ các vụ bê bối về chất lượng dịch vụ, sa thải nhân viên bất hợp pháp trong đại dịch COVID-19 và cách xử lý điểm tín dụng bay, tức là Flight Credit. Ngoài ra, người Úc cũng không tin tưởng nhiều vào các công ty truyền thông xã hội, trong đó có Facebook, X và TikTok. Ngoài ra thì nền tảng mua sắm trực tuyến Temu cũng nằm trong top 10 thương hiệu ít được tin tưởng nhất. Sau cùng là tin sức khỏe đời sống, bước tiến mới trong chẩn đoán ung thư não. Các nhà khoa học vừa tìm ra phương pháp mới để phát hiện ung thư não nhanh, chính xác và ít tốn kém hơn so với các phương pháp thông thường. Phương pháp này chỉ sử dụng 100 microlit máu nhưng có thể phát hiện các dấu ấn sinh học liên quan đến u nguyên bào thần kinh đệm, loại u não phổ biến và nguy hiểm nhất, chỉ trong 1 giờ. Đây là thành quả của nỗ lực nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học đến từ trường Đại học Notre Dame ở Mỹ và các nhà khoa học Úc. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn đầu, phương pháp mới này được mô tả là bước tiến lớn trong chẩn đoán ung thư não. Át chủ bài của hướng tiếp cận kể trên là con chip có thể phát hiện dấu ấn sinh học hoặc thụ thể yếu tố tăng trưởng thượng bì, gọi tắt là EGFR, biểu hiện quá mức ở một số loại ung thư và được tìm thấy trong các túi ngoại bào. Chi phí nguyên liệu để sản xuất con chip sinh học nói trên là chưa đến 2 đô la. Mặc dù được phát triển để phát hiện u nguyên bào thần kinh đệm, con chip này có thể được điều chỉnh để chẩn đoán các loại ung thư khác. Theo đài NTTV, chuyên gia Sue Chia Chang của trường Đại học Notre Dame cho biết,
Túi ngoại bào là các hạt nano đặc biệt được tế bào tiết ra. Chúng lớn hơn phân tử 10 đến 50 lần và có điện tích yếu. Công nghệ của họ được thiết kế đặc biệt để nhắm vào các hạt nano này, dựa vào tính năng của chúng để đưa ra chẩn đoán nhanh và chính xác. Thách thức sắp tới đối với nhóm nghiên cứu là không nhỏ. Một mặt, họ phải phát triển quy trình có thể phân biệt giữa EGFR hoạt động và không hoạt động. Mặt khác, phải tạo ra công nghệ chẩn đoán nhạy nhưng có chọn lọc trong việc phát hiện EGFR hoạt động ở các túi ngoại bào từ mẫu máu. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.